Các bạn thân mến, mới đây trên trang điện tử TheConversation.com của Mỹ đã cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý có tiêu đề Lệnh cấm phim Barbie của Việt Nam cho chúng ta biết gì về chính sách tuyên truyền của Trung Quốc. Trong bài đăng này, thì tác giả đã lần lượt đọc vị những ý đồ đen tối của Trung Quốc trong việc sử dụng các chiêu trò để hợp thức hóa bản đồ đường 9 đoạn. Để rồi sau đó, tác giả bài đăng đã đưa ra rất nhiều những cách phản ứng khác nhau của các quốc gia đang bị Trung Quốc tranh giành lãnh thổ hoặc cưỡng đoạt văn hóa. Vượt qua cả Nhật, Hàn, Philippines hay Indonesia, Việt Nam được giới truyền thông Hoa Kỳ dành nhiều lời khen có cánh về cách trị Trung Quốc. Thậm chí mà tác giả bài viết còn nói rằng không có ai trị Trung Quốc giỏi như Việt Nam. Vậy thì lý do gì mà Việt Nam lại được đánh giá cao đến thế? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Sau khi đã ấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé! Mở đầu bài viết trên trang mạng của Mỹ, tác giả bài đăng đã nhắc đến câu chuyện gây xôn xao gần đây là Việt Nam ra lệnh cấm chiếu phim Barbie trên khắp các tỉnh thành cả nước vì có tấm bản đồ đường 9 đoạn ở bên trong. Đây là một tấm bản đồ mà Trung Quốc đưa ra để liếm hết vùng Biển Đông tiềm năng, bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vì vậy, nó đã bị tác giả nhìn nhận là một tờ bản đồ phi lý đã phớt lờ cả luật pháp quốc tế và các yêu sách chủ quyền của các quốc gia khác. Tuy nhiên thì tờ bản đồ ấy lại xuất hiện trong một bộ phim vô thưởng vô phạt như Barbie một cách có dụng ý. Nói trắng ra thì đây là một thâm ý của phía Trung Quốc khi họ luôn muốn tuyên truyền vùng lãnh thổ vô thực của mình thông qua phim ảnh cũng như văn hóa. Và đây cũng là điều mà Trung Quốc đã và đang say sưa tiến hành suốt nhiều năm qua. Họ thậm chí còn giống như là tác giả nói là đi xa quá mức khi cho mua lại nhiều đài phát thanh truyền hình nước ngoài để tiếp tục phát đi những thông điệp hết sức nực cười ấy. Song song với đó là mua chuộc luôn cả Hollywood trong những năm qua để kinh đô điện ảnh này cho công chiếu những gì mà Trung Quốc muốn công chiếu. Đối ngược lại thì phía Trung Quốc sẽ tài trợ cho các bộ phim Hollywood gần như là 100% và tạo điều kiện cho họ phát hành những sản phẩm tại thị trường tỷ dân của mình. Nhưng hành vi đánh tráo khái niệm của Trung Quốc không chỉ dừng lại ở đó. Chính phủ nước này còn tuyên truyền văn hóa sai lệch trên báo chí, tranh ảnh trên các nền tảng mạng xã hội một cách rộng rãi. Họ thậm chí còn cho lập nên những ngôi trường khổng tử khổng lồ chỉ để tiêm nhiễm vào đầu thế hệ mai sau những suy nghĩ sai lệch về rất nhiều các vấn đề văn hóa và tranh chấp lãnh thổ khác. Lấy một vài ví dụ cụ thể cho bạn dễ hình dung, như chuyện Trung Quốc từng tuyên truyền rằng bài hát Arang, truyền thống của Hàn Quốc, là của Trung Quốc. Trang phục Hanbok của Hàn Quốc là trang phục cổ của Trung Quốc và rất nhiều những món ăn tinh túy của nền ẩm thực nước này cũng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Hoa luôn. Theo đó, thì khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như là Weibo luôn hiển thị Hàn Quốc với thẻ tìm kiếm đầu tiên là một quốc gia trộm cắp các tài nguyên văn hóa của nước mình. Riêng với Việt Nam thì trong quá khứ, Trung Quốc cũng từng bảo rằng nguồn gốc xuất xứ của thuốc nam ở Việt Nam bắt nguồn từ phương Bắc. Họ phớt lờ một sự thật là từ thời cổ đại các danh y nam dược của Việt Nam đã sang hành nghề chữa bệnh tại Trung Quốc và nhiều danh y nổi tiếng trong số đó thậm chí còn được mời về làm quan ngự y trong triều đình Trung Quốc. Còn gần đây nhất thì nước này ra sức phổ rộng tờ bản đồ đường 9 đoạn của mình để cố gắng sở hữu hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cả bãi biển Tư Chính của Việt Nam. Theo đó, Trung Quốc cho hiển thị tờ bản đồ phi lý trên nhiều bộ phim ăn khách của mình và của nhiều quốc gia khác. Họ còn cho in ấn nó lên hộ chiếu visa, các loại giấy tờ ký gửi được sử dụng tại bưu chính để dần củng cố thêm sự đáng tin cậy cho tờ bản đồ chẳng được quốc gia nào công nhận. Bởi vì theo Trung Quốc thì việc lặp đi lặp lại một thông tin gì đó theo nhiều cách khác nhau sẽ làm người ta tin tưởng vào điều đó. Chỉ cần Trung Quốc nhai đi nhai lại lời bịa đặt trắng trợn của mình thì người ta sẽ ngày càng mơ hồ về sự thật và bắt đầu tin vào điều được huyễn hoặc. Đây đích thị là một đòn đánh mạnh vào tâm lý xã hội đã được Trung Quốc nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi tiến hành. Nhưng mà nếu như trước mưu đồ đen tối của Trung Quốc, Hàn Quốc không đưa ra bất kỳ phản ứng gì hay chỉ đưa ra những phản ứng yếu ớt thì Việt Nam lại khác. Việt Nam đã mạnh tay trị Trung Quốc khiến cho gậy ông phải đập lưng ông và thành công ngăn chặn được âm mưu của nước này. Chẳng hạn như gần đây nhất, Việt Nam đã cấm chiếu bộ phim Barbie của Mỹ có in đường lưỡi bò. Khán giả Việt Nam cũng kêu gọi tẩy chay buổi biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink vì ban tổ chức buổi trình diễn vướng vào vụ lùm xùm tương tự. Còn trước đó rất nhiều các sản phẩm đến từ Trung Quốc hoặc được Trung Quốc tài trợ in ấn đường lưỡi bò như bộ sách Địa Cầu Đồ và các mẫu áo hot đều bị cấm lưu hành tại đất nước láng giềng. Bất kỳ ca sĩ hay nghệ sĩ nổi tiếng nào của Trung Quốc và của các nước khác lên tiếng ủng hộ đường lưỡi bò đều bị cấm biểu diễn hoặc bị tẩy chay tại Việt Nam. Ngược lại, những nghệ sĩ nào thật sự có hiểu biết và đề cao công bằng, lẽ phải sẽ được Việt Nam hoan nghênh và đón chào rất nhiệt thành.
Nghe đến đây chắc hẳn là sẽ có nhiều bạn cho rằng Việt Nam chỉ là một thị trường nhỏ bé, khoảng 100 triệu dân, thì những hành động trên chẳng có ý nghĩa gì, như kiểu là gãi ngứa đối với Trung Quốc đúng không nào? Nhưng nếu các bạn nghĩ như thế thì các bạn hoàn toàn sai lầm. Bởi vì theo tác giả bài đăng trên trang mạng của Mỹ cho biết, mặc dù không thể phủ nhận rằng Việt Nam là một thị trường nhỏ hơn nhiều so với Trung Quốc và lệnh cấm của họ không ảnh hưởng nhiều đến các doanh thu của công ty và nghệ sĩ liên quan, nhưng rõ ràng Việt Nam không hề quan tâm đến điều đó, bởi vì nó không phải là mục đích mà Việt Nam hướng đến. Thật ra cái mà Việt Nam chúng ta hướng đến là những hiệu ứng khác đến từ danh tiếng của chính các bộ phim, chính các nhóm nhạc, các sản phẩm, thương hiệu tiêu dùng hoặc những người nghệ sĩ bị Việt Nam áp dụng lệnh cấm một khi nó lan tỏa. Đó cũng là lúc mà sự phản ứng của Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng trên toàn cầu. Vâng, những gì mà tác giả bài viết nói là không hề sai. Chúng ta có thể nhìn vào hiệu ứng của lệnh cấm dành cho bộ phim Barbie hay là làn sóng tẩy chay Blackpink tại Việt Nam sẽ rõ. Ngay sau khi thông tin được đưa ra, nó đã chễm chệ nằm trên trang nhất của hàng ngàn những tờ báo lớn nhỏ được phát hành trên toàn thế giới. Kéo theo đó là hàng tỷ lượt đọc và lượt like share của người xem trên toàn cầu, cho thấy được mối quan tâm sâu sắc của họ dành cho vấn đề này. Theo đó, người ta sẽ thấy rằng Việt Nam đã và đang có những động thái rất rõ ràng trong việc phản đối yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Tờ bản đồ mà Trung Quốc đưa ra đúng thật là một tờ bản đồ sức láo, phi pháp, nên mới phải nhận lấy một phản ứng mạnh mẽ như thế của một quốc gia ngoan cường và luôn đi theo công lý, công bằng. Điều này khiến cho những gì mà Trung Quốc đang ra sức tuyên truyền sẽ được hiểu theo cái cách rất khác. Cái cách làm họ phải cảm thấy xấu hổ và làm cho chiến lược ối rồi ôi của họ bị phản tác dụng đến mức không ngờ. Cũng chính vì thế mà tác giả bài viết đã dành lời khen ngợi có cánh cho Việt Nam rằng rõ ràng Việt Nam đã rất thành công trong việc lấy chiến lược của Trung Quốc để hủy diệt nó. Việt Nam có lẽ rất thích những sự kiện kiểu này và luôn là một quốc gia chủ động nhất trong việc tận dụng chính những sự kiện đó để vô hiệu hóa đường lưỡi bò của Trung Quốc. Vậy nên có thể nói, trước sự bành trướng, xâm lược lãnh thổ, văn hóa của Trung Quốc, chỉ có Việt Nam là hiểu và giỏi nhất trong việc trị nước này. Họ đồng thời cũng là quốc gia duy nhất có nhiều độc chiêu đối phó với Trung Quốc nhất. Để rồi sau đó tác giả bài đăng còn khuyên các nước khác rằng nên áp dụng theo cách làm của Việt Nam để phản công những hành động hung hăng của Trung Quốc. Chỉ có như vậy thì các mưu đồ xấu xa của nước này mới bị phá sản hoàn toàn và triệt để được. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment xuống phía dưới video để cùng mọi người bàn luận nhé. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nha. Như chúng ta cũng thấy là mấy tháng gần đây, sự kiện bãi Tư Chính đã và đang trở thành chủ đề nóng sốt trên khắp các mặt báo Việt Nam lẫn Trung Quốc. Nhất là khi các cuộc đụng độ giữa hai bên đang diễn ra ngày một gay gắt với sự tham gia của hàng trăm tàu cá, tàu cảnh sát biển và cả tàu kiểm ngư. Trước một Việt Nam quá cứng và không chịu nhượng bộ mình, phía Trung Quốc đang cho thấy sự thay đổi thái độ vừa buồn cười, vừa rất đáng kinh ngạc. Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì họ đang trở chiêu trò, dụ khỉ Việt Nam cùng khai thác bãi Tư Chính với mình, cùng những cái lập luận có 102. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng mổ xẻ bài viết có tiêu đề "Đây là sự lựa chọn tốt nhất để giải quyết sự cố trên bãi biển Tư Chính" của trang jidaobaidu.com để biết được nước này lại dở thói sàm ngôn ra như thế nào. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính ngày hôm nay, mọi người đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, mở đầu bài đăng trên trang mạng Trung Quốc vào đầu tháng 7 vừa qua, tác giả bài viết và cũng là phó giáo sư Viện Nghiên cứu Biên giới và Đại dương Trung Quốc tại Đại học Vũ Hán đã nói rằng nguyên nhân dẫn đến sự cố trên bãi biển Tư Chính là do hoạt động khai thác dầu khí đơn phương và hành vi vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam gây ra. Cụ thể hơn là họ đã đơn phương tiến hành các hoạt động thăm dò và lắp đặt giàn khoan rút dầu tại bãi biển tiềm năng. Họ thậm chí còn can thiệp trái pháp luật các hoạt động bình thường của tàu khảo sát số 8 Trung Quốc. Lý do để tác giả quy tội cho Việt Nam là vì, theo vị phó giáo sư này thì bãi Tư Chính không phải là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, giống như những gì mà Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu hay Tòa án quốc tế tuyên bố. Nó thực chất thuộc chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và đã được chính phủ nước này khẳng định mạnh mẽ suốt những năm tháng vừa qua. Buồn cười nhất là tác giả bài viết còn khẳng định rằng bãi Tư Chính là một phần không thể thiếu của quần đảo Trường Sa. Đây cũng là cách mà Trung Quốc đã và đang làm để cố gắng quy trục rằng bãi Tư Chính cũng là một phần nằm trong vùng lãnh hải đang tranh chấp với Việt Nam. Nhưng càng nói như thế thì tác giả càng sai, bởi vì trước bạn bè quốc tế, trước tổ trọng tài
tại La Hay, Việt Nam đã trưng bày đầy đủ các bằng chứng cho thấy rằng bãi Tư Chính không thuộc Trường Sa mà thuộc sở hữu của riêng mình. Bởi vì bãi biển này không thể tách rời với thềm lục địa Việt Nam ở phía Đông Nam. Nó được ngăn cách với quần đảo Trường Sa bằng một rãnh nước sâu. Nên công ước UNCLOS năm 1982 thì bãi Tư Chính chẳng dính dáng gì đến nơi đang bị giành giật cả. Từ đây có thể suy luận ngược lên trên rằng những cáo buộc mà phía Trung Quốc gán cho Việt Nam là hoàn toàn phi lý, nếu không muốn nói là ngậm máu phun người. Chính các hoạt động tuần tra giám sát của họ tại vùng biển nóng sốt mới là hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước bạn và Việt Nam chỉ là tự vệ bình thường mà thôi. Hơn nữa, một khi đã xác định được việc bãi biển Tư Chính là của mình, thì Việt Nam có toàn quyền quản lý, khai thác theo đúng chính sách pháp luật riêng. Trung Quốc không có quyền ý kiến hay can dự vào bất kỳ hoạt động gì của Việt Nam trên vùng biển này cả. Nhưng trên thực tế thì sao? Trung Quốc lại cho tàu cảnh sát biển vào ra một cách ngang ngược khu vực bãi Tư Chính. Họ thậm chí còn kéo quân vào đây, ngăn chặn Việt Nam đặt giàn khoan, khai thác dầu khí suốt mấy tháng qua. Đã sai còn không nhận thì chớ, đằng này, Trung Quốc còn không biết xấu hổ, phủi bỏ hết mọi sự công nhận của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Nó cũng đồng nghĩa rằng Trung Quốc sẽ không công nhận bất kỳ một lời phán quyết hay một lời kết luận nào đi ngược lại ý muốn của mình và không xuất phát từ chính phủ nước nhà. Vậy thì thử hỏi, sự văn minh của Trung Quốc nằm ở đâu trong trường hợp này? Liêm sỉ của Trung Quốc nằm ở đâu khi mà họ luôn miệng bảo rằng mình là một nước lớn, có vị thế quan trọng trên trường quốc tế mà lại ăn nói ngang ngược và bất cần như thế kia? Để rồi từ cái suy nghĩ lệch lạc ấy của mình, đại diện phía Trung Quốc đã tiếp tục đưa ra những luận điệu không thể nào chấp nhận được như sau. Nói chung, sự lựa chọn tốt nhất, duy nhất của Trung Quốc và Việt Nam khi này chính là giải quyết, quản lý các tranh chấp thông qua thương lượng và đàm phán hòa bình giữa các bên liên quan trực tiếp. Vì thực tiễn đã nhiều lần chứng minh rằng sự can dự của các bên thứ ba sẽ chỉ làm cho tranh chấp Biển Đông trở nên nhạy cảm hơn, phức tạp hơn. Nó không thể giải quyết tranh chấp một cách triệt để nhất. Lấy một ví dụ điển hình như trường hợp của Philippines. Sau khi nước này kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vào năm 2016, vấn đề không những không được tháo gỡ nhanh chóng mà còn trở nên căng thẳng hơn. Nó đã gây cản trở lớn cho mối quan hệ Trung Quốc-Philippines, đồng thời gây ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định của khu vực đang có tranh chấp. Theo đó, bài viết tiếp tục nhấn mạnh thêm các quốc gia trong khu vực cần không ngừng tìm kiếm các giải pháp tôn trọng sự thật lịch sử, phù hợp với lợi ích chung của các bên trong quá trình quản lý và kiểm soát xung đột lâu dài. Họ không nên áp dụng cái gọi là kinh nghiệm của các quốc gia khác nhau trong quá trình giải quyết tranh chấp chủ quyền hay dựa trên phán xử của Tòa trọng tài quốc tế về luật biển một cách quá máy móc. Hậu quả là nó chỉ làm sai lệch nội hàm của các công ước và luật pháp quốc tế mà thôi. Nói như Trung Quốc thì có nghĩa là không một ai có thể giải quyết được xung đột này ngoại trừ các bên có liên quan. Tất cả các quan điểm của các nước khác và cả các điều khoản của luật biển quốc tế, của tòa án quốc tế mà Trung Quốc từng đặt bút ký tên vào đều không có giá trị thực thi. Nếu vậy thì lời nói của Trung Quốc và cả những cam kết của họ làm gì còn uy tín trên trường quốc tế nữa nhỉ? Thêm vào đó, câu chuyện Philippines mà Trung Quốc đưa ra cũng là một dấu hiệu cho thấy nước này là một kẻ ngang tàng, bá đạo khi ỷ mạnh hiếp yếu, không xem phán quyết của tòa án quốc tế ra gì nên mới dẫn đến kết cục thế kia. Nếu đổi lại là những người biết lý lẽ như Việt Nam, Cuba hay Nga thì chắc chắn mọi chuyện đã khác. Nhưng vị phó giáo sư quý hóa ấy không hề nhìn ra được vấn đề mà lại quy chụp hết mọi tội lỗi cho bên thứ ba khi cho rằng kể từ năm 2014 đến nay, Hoa Kỳ cùng một số quốc gia phương Tây đã cố tình chen ngang vào vấn đề Biển Đông. Họ khiêu khích các bên liên quan, khiến cho tình hình khu vực trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Thậm chí họ còn viện trợ từ tiền tài vật chất cho đến tàu tuần tra cho các nước có xung đột với Trung Quốc để gây chia rẽ tinh thần đoàn kết tại khu vực chung. Sau đó, tác giả Vin vào đây để đưa ra lời đề nghị thật như đùa rằng nếu không muốn dẫn sói vào nhà thì các quốc gia trong khu vực phải nỗ lực duy trì sự hòa bình, ổn định ở Biển Đông bằng cách thúc đẩy phát triển hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thực ra Trung Quốc luôn sẵn sàng ủng hộ việc khai thác chung vùng biển Tư Chính, nhưng cái lấn cấn ở đây chỉ là vấn đề chủ quyền của Trung Quốc mà thôi. Vậy nên, nếu Việt Nam công nhận bãi Tư Chính là của Trung Quốc, thì Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ nguồn tài nguyên dầu khí với họ. Nghe đến đây các bạn có thấy lạ lẫm không? Nó không còn là khẩu khí của một nước lớn quyết đánh cho Việt Nam quay xe nữa, bởi vì phía Trung Quốc nhận thấy đây là điều khó hơn lên trời khi bãi Tư Chính nằm cách quá xa nước mình, nhưng lại nằm rất gần với Việt Nam. Hơn nữa, khu vực này còn nằm trong các bệ phóng tên lửa của Việt Nam, nên Trung Quốc có muốn sớ dớ vào đây cũng chẳng dám manh động đâu.
Phải chăng vì như thế mà giới tinh hoa nước họ đang thay đổi chiến thuật mềm nắn, rắn buông? Họ đang tỏ ra khôn lõi đời khi mà dụ dỗ Việt Nam công nhận chủ quyền của nước mình trước, rồi sau đó mới biết tay ông. Bởi các bạn nên biết rằng, chỉ cần Việt Nam dại dột bảo bãi tư chính là của Trung Quốc thôi, thì người có quyền đưa ra quyết định chính là họ. Vào thời điểm này rất có thể Trung Quốc sẽ cho phép Việt Nam đồng khai thác dầu khí, nhưng trong vòng vài năm tới thì không một ai biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra. Nguy cơ càng trở nên rõ ràng hơn khi mà những gì Trung Quốc làm đều cho thấy họ là một tay cáo giả, gian ma, không tôn trọng luật lệ và luật pháp quốc tế. Họ sẵn sàng trở mặt như trở bánh tráng và có thể phủi bỏ hết mọi cam kết bất cứ lúc nào mà không cần quan tâm đến chữ tín là cái gì. Vậy thì chẳng việc gì Việt Nam chúng ta phải làm điều ngu ngốc đó cả. Bãi tư chính là của Việt Nam đã là sự thật hiển nhiên, không thể nào thay đổi được, thì tội gì phải chia sẻ nó với ai? Trung Quốc có nói gì hay làm gì thì Việt Nam cũng quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc vàng của dân tộc mà thôi. Tư tưởng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh chưa bao giờ vụt tắt trong lòng của những người dân Việt Nam yêu nước từ trước đến nay. Còn các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy comment xuống phía dưới video nhé. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé.